Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM cho biết, tính đến giữa tháng 7 năm 2020, TP HCM ghi nhận gần 8.500 ca mắc sốt xuất huyết. Đáng chú ý, số ca mắc tăng rất cao trong 2 tuần gần đây. Theo các chuyên gia y tế, đây là thời gian mà mùa dịch sốt xuất huyết được xem là cao điểm hàng năm. Nắng nóng kéo dài xen lẫn các đợt mưa bất chợt, thuận lợi cho sự phát triển của loang quang muỗi, tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Chỉ trong 2 tuần gần đây, thành phố Hồ Chí Minh đã có gần 500 ca mắc sốt xuất huyết, tăng ở hầu hết các quận huyện. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo, số ca mắc có khả năng tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới nếu người dân không thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Cái biện pháp mà được xem là căn cơ và hữu hiệu nhất của trong phòng chống sốt xuất huyết và cũng đang được khuyến khích bởi Tổ chức Y tế Thế giới và cũng như là ngành y tế của tất cả các nước, để đó chính là cái biện pháp diệt loang quang trong chính hộ gia đình mình. Bất cứ một cái vật dụng nào có thể đọng nước, nước sạch để quên ở trong nhà mình chừng một tuần là chúng ta đều biến thành ổ loang quang. Để kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, không để dịch lan rộng và kéo dài, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo, triển khai mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động diệt lăng quăng, bọ gậy trên địa bàn. Song song với việc phòng chống dịch COVID-19 đang quay trở lại, người dân cũng cần tăng cường các biện pháp phòng bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát cao như sốt xuất huyết. Chúng ta vẫn ở trong gọi là tình trạng là chống dịch với COVID. Nếu chúng ta để cái dịch sốt huyết xảy ra thì gặp dịch, chồng dịch thì rất là khó khăn cho lực lượng y tế cũng như là cho xã hội. Do đó là người dân chúng ta cần phải chủ động phòng chống sốt huyết. Các cơ sở khám chữa bệnh cần tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, đồng thời có kế hoạch phân tuyến điều trị, tránh tình trạng quá tải bệnh viện.